Song Chi xin chào khán giả của Tự Lực Bookstore. Kính thưa quý vị, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 12 năm 2019 cho đến nay, người ta nhận thấy tại Mỹ, số lượng người Mỹ gốc Á bị kỳ thị, tấn công các kiểu tăng lên hẳn. Báo chí truyền thông, mạng xã hội tại Mỹ và nhiều quốc gia đã đưa tin, tường thuật, phân tích nhiều về chuyện này trong thời gian qua. Đã có nhiều cuộc biểu tình khắp nước Mỹ để phản đối nạn kỳ thị và những vụ tấn công nhằm vào người gốc Á. Những cuộc biểu tình lan ra cả một vài nước khác như Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, New Zealand, với biểu ngữ phổ biến là sử dụng hashtag Stop Asian Hate, tức là chấm dứt thù hận đối với người châu Á. Chính phủ của ông Biden đã có nhiều hành động để ngăn chặn điều này. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật chống thù hận người gốc Á, một trong những đạo luật hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tuy nhiên, chủ đề của cuộc trao đổi ngày hôm nay không phải là về người Mỹ gốc Á bị tấn công, vì như chúng tôi vừa trình bày, sự việc này đã được báo chí, dư luận đề cập nhiều. Chúng tôi chỉ muốn đưa ra một khía cạnh khác, đó là cách truyền thông và các nhà hoạt động, activist, đã tường thuật, lý giải sự việc này như thế nào. Nhưng bài báo Are Activists Protecting Asians from Hate or Protecting the Narratives of White Supremacy from Criticism? Tạm dịch, các nhà hoạt động đang bảo vệ người châu Á khỏi sự căm ghét hay bảo vệ câu chuyện của họ về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng khỏi sự chỉ trích của tác giả Hải Duy Nguyễn đăng trên tờ Gillette trong tháng 6 vừa qua. Hải Duy Nguyễn tốt nghiệp ngành European and American Studies Language Literature Area của University of Oslo, Norway và ngành Filmmaking của Leeds Beckett University, UK, đã từng xuất hiện trong một vài video của chương trình Việt Nam và Thế giới trong thế kỷ 21. Xin chào tái ngộ bạn Hải Duy. Trước hết xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô Song Chi và xin chào các thính giả của Tự Lực Bookstore. Trong bài báo trên, khi xảy ra hàng loạt vụ người Mỹ gốc Á bị kỳ thị, bị tấn công, thì bạn có nói những sự khẳng định, những kết luận đầu tiên và phổ biến nhất của báo chí truyền thông từ CNN, Guardian, BBC, USA Today, vân vân và các nhà hoạt động Mỹ là do COVID-19. Bạn nghĩ sao về điều này? Thì trước khi trả lời câu hỏi của cô Song Chi thì tôi sẽ cần phải nói lại về một số cuộc tấn công người châu Á mà nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Thì tức là từ sau khi vụ dịch xảy ra thì có nhiều vụ tấn công, nhưng mà từ tháng 1 năm 2021 là có một loạt các cái vụ đánh từ phía sau và tấn công với lại người gốc Á đã lớn tuổi. Ví dụ như ngày 28 tháng 1 ở San Francisco, một người đàn ông người gốc Thái Lan 84 tuổi đang đi trên đường thì bị tấn công từ phía sau và không bao giờ tỉnh lại. Ngày 31 tháng 1 ở Oakland, một ông cụ 91 tuổi cũng đang đi trên đường thì một kẻ cũng xô mạnh từ phía sau và tại kẻ tấn công là sau đó cũng xô một người đàn ông 60 tuổi, một phụ nữ 55 tuổi và tất cả đều là người gốc Á. Tháng 3, một phụ nữ ở The Bronx bị 4 đứa tuổi teen đánh dùng dù để đánh vào đầu và trên phương tiện giao thông công cộng. Ngày 31 tháng 1 ở Manhattan, một phụ nữ châu Á 31 tuổi đang trên đường đi biểu tình về chuyện người châu Á bị tấn công thì bị một kẻ xé banner và đánh vào mặt 2 lần. Trong cùng tháng và cũng ở Manhattan, một phụ nữ 65 tuổi đang đi trên đường đi nhà thờ thì bị đánh ngã xuống đường và bị đá nhiều lần. Ngày 23 tháng 4, một người đàn ông 61 tuổi ở New York bị đánh bất ngờ tại phía sau và sau đó bị đạp ít nhất 6 lần vào đầu. Ngày 2 tháng 5 ở New York, hai phụ nữ 31 và 29 tuổi bị một kẻ chặn ở trên đường kêu bỏ mặt nạ và kẻ này dùng búa đánh vào đầu người phụ nữ 31 tuổi. Ngày 4 tháng 5, hai bà cụ 85 và 65 tuổi đang đứng chờ xe buýt ở San Francisco thì bị một kẻ đâm vào người giữa ban ngày và trong sau đó cái bà cụ 85 tuổi tức là tên là Chui Phong An bị dao kẹt vào trong người và phải lấy ra bằng phẫu thuật. Trong cùng tháng 5, một người đàn ông gốc Á 36 tuổi đang đẩy con đi chợ ở San Francisco thì bị tấn công bất ngờ và camera cho thấy là bị kẻ kia đánh khoảng 14 lần vào đầu và lưng khu vực gần đầu và rất nhiều trường hợp khác. Thì báo chí khắp nơi đều một loạt đều nói đây là do COVID. Thì một loạt các bài báo của CNN, The Guardian, NPR, BBC, USA Today, NBC News, The Cut đều nói là do COVID và đều link tất cả những cái chuyện này với nhau.
thì cái tất nhiên như cô Song Chi nói thì cái tỷ lệ tấn công dân châu Á là có tăng hơn nhiều hơn hẳn sau khi vụ COVID xảy ra, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao họ chắc chắn như vậy? Tại vì những cái bài báo này là họ nói về một trường hợp cụ thể, sau sau đó họ link tất cả vào nhau. Thì tất cả tôi cảm thấy là khi mà trừ trừ phi là khi người cái kẻ tấn công nói cụ thể là chữ Chinese virus hoặc là kêu là tại sao mang virus tới Mỹ hoặc cút về nước đi, thì người ta sẽ biết cụ thể chính xác nó là do COVID. Nhưng mà tất cả những trường hợp này cứ ghép vào nhau thì có nhất thiết nó là do COVID không, hay là có những nguyên nhân sâu xa khác hoặc có những cái mâu thuẫn nào đó khác, đặc biệt là khi có một số trường hợp, một số kẻ nghi phạm ở đây là từng có từng trước đây từng từng tấn công người hoặc từng có phạm tội rồi. Tôi cũng đồng ý với bạn là một mặt á, thì rõ ràng là cái tỷ lệ mà người châu Á bị tấn công kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì là nó cao hơn hẳn. Ở đây theo một phân tích dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Sự Căm Thù và Chủ nghĩa Cực đoan, tức là Center for the Study of Hate and Extremism tại Đại học bang California San Bernardino, thì cái tội ác căm thù chống lại người châu Á ở 16 thành phố lớn nhất của Mỹ đã tăng 149% vào năm 2020. Còn theo thống kê của Stop AAPI Hate, tức Stop Asian Americans and Pacific Islanders Hate, một tổ chức chuyên theo dõi các hành vi thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, tính từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến 28 tháng 2 năm 2021 đã có tổng cộng 3.795 vụ. Nhưng theo họ, số vụ thù địch được báo cáo cho trung tâm thì chỉ đại diện một phần nhỏ số vụ thù địch thực sự xảy ra tại nước Mỹ từ đầu mùa dịch đến nay. Trong năm 2021, thậm chí còn tăng hơn. Cũng trong dữ liệu này cho thấy khoảng 503 sự cố đã xảy ra chỉ riêng trong năm 2021. Còn trong bài báo Attacks on Asian Americans Spiked by 164% in first quarter of 2021, tức các cuộc tấn công vào người Mỹ gốc Á đã tăng vọt 164% trong quý đầu tiên của năm 2021 trên VOA tháng 4 năm 2021. Một mặt thì nó rõ ràng là như vậy, nhưng một mặt khác thì cũng đúng là truyền thông có vẻ là khá là vội vã khi quy chụp cho mọi trường hợp là COVID-19. Đặc biệt khi là cái như tôi đã nói là trong trong năm 2020 là có nhiều cái vụ tấn công như là nhổ vào mặt hoặc là ho vào mặt hoặc là chửi hoặc là đánh sờ sờ, nhưng mà một loạt các cái vụ tấn công mà nhắm vào người già và đánh từ phía sau và trong một số trường hợp dẫn tới bất tỉnh hoặc là chết là nó diễn ra từ tháng 1 2021 tới trong những tháng vừa qua, thì nó là khoảng một năm sau khi vụ COVID xảy ra rồi, cho nên cái sự chắc chắn là cái tôi thấy là hơi 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 không ổn, vì tại sao mà có thể chắc chắn được như vậy? Có những người họ cho rằng là trong cái năm đầu tiên mà bị COVID á, rồi đã chịu đựng, nhưng mà sau đó khi cái năm đến năm thứ hai á, cái thời gian nó kéo dài, lockdown rồi thì là thất nghiệp rồi tất cả, khiến cho người ta cảm thấy nhiều lo lắng hơn, bực bội hơn, rồi dồn nén nhiều hơn, rồi trong cái lo rồi gia đình có thể là tối ngày cứ phải phải sống ở nhà nhìn thấy mặt nhau, cho nên cái mâu thuẫn nó càng ngày càng tăng, thì có thể là cái dồn nén bên trong nó cao hơn, và người ta và có những kẻ họ muốn xả vào đâu đó thì cũng có thể là như vậy. Mời bạn Hoàn Hy toàn nói. là có thể. Tôi chỉ nghĩ là báo chí quá chắc chắn thôi. Mời bạn Hay Di nói tiếp. Thì một cái narrative khác mà tôi để ý thấy rất nhiều báo chí và truyền và mạng xã hội là đưa là kêu là tất cả vụ tấn công này là do white supremacy, tức là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Ví dụ như tờ CNN có một bài nói là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và cái sự thù hận là ám ảnh nhân châu gần người gốc Á, hoặc là The State Press cũng nói là cái vụ phân biệt đối với người châu Á là sản phẩm của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, hoặc là The Conversation nói là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là nguồn gốc của mọi cái vụ tấn công dính tới chủng tộc ở Mỹ, hoặc là trường đại học Washington cũng 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 nói những cái ý như vậy. Cái thứ nhất cần phải nói là trong tất cả những trường hợp tôi vừa mới kể thì nghi phạm là người Mỹ gốc Phi, tức là người da đen. Tức là các bài báo họ thường là không nhắc tới chủng tộc, nhưng mà khi mà nhìn ảnh hình ảnh của nghi phạm hoặc là hình ảnh CCTV thì có thể thấy được là chủng tộc là gì.
Nhưng mà với một số người thì họ vẫn vẫn đổ cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ví dụ như trên tờ USA Today tác giả tên là Ashanti F. Goller, và Linh Nguyễn cũng viết một bài nói là trong thời gian các vụ tấn công châu Á thì theo họ là không có bằng chứng, nhưng mà mọi người nói về cái gọi là sự chia rẽ giữa người da đen và người gốc Á, trong khi cái theo họ cái nguồn gốc của nó là từ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Rồi ngay cả Việt Thành Nguyễn, nhà văn Mỹ gốc Việt, tác giả của The Sympathizer và đoạt giải Pulitzer, cũng nói là khi dân châu Á bị tấn công thì không nên quay vào những cái suy nghĩ racist, mà phải nhận ra là cái nguồn gốc của nó là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ngay cả khi người tấn công không phải là người da trắng, ngay cả khi lại là người da màu. Thì tôi có thể hiểu được là tại sao khi truyền thông không muốn nhắc tới cái chủng tộc của nghi phạm, tại vì cái đó tôi có thể hiểu được là họ không muốn chia rẽ hoặc là gây thêm hận thù giữa các cái nhóm với nhau, hoặc là tôi cũng có thể hiểu được là họ không muốn có những cái stereotype, những cái đánh đồng nói chung về người da đen. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý là làm cái tội phạm là do cá nhân chứ không phải của cả một nhóm, nhưng mà cái đó là khác. Nhưng mà còn cố mà ép cái hướng dư luận để nói đây là do da trắng, do chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thì nó lại có vấn đề, tại vì nó không còn là trung thực nữa, giống như người ta coi trọng cái narrative hơn là cái sự thật. À, nhân tiện bạn Hải Di đang nói về việc một số tờ báo và một số nhà hoạt động cho rằng bạo lực chống người châu Á là do tác động của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. À, mặc dù trong thực tế thì có thể một số trường hợp tấn công người Mỹ gốc Á là không phải người da trắng, thì tôi muốn đưa ra thêm một ví dụ, đó là bài viết Race and False Hate Crime Narratives, tức chủng tộc và những câu chuyện sai lầm về tội ác căm thù, của tác giả Heather McDonald cũng trên Quillette. Xin phép được tóm lược cái nội dung bài viết này. Thì bài viết nói đến phản ứng của báo chí, truyền thông, mạng xã hội trước ba vụ xả súng hàng loạt ở Boulder, Colorado và Atlanta. Thì cả hai vụ xả súng đều tạo ra phản ứng ngay lập tức từ giới truyền thông, các chính trị gia và các nhà hoạt động rằng các vụ giết người là kết quả của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, và người Mỹ da trắng là mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt. Nhưng sự thật thì không hẳn như vậy. Sau vụ tấn công siêu thị Boulder, thì mạng xã hội bùng lên với những tuyên bố hả hê rằng kẻ xả súng là một nam giới da trắng. Nhưng sau đó, danh tính kẻ xả súng được tiết lộ, hóa ra là người Mỹ gốc Syria. Trong vụ xả súng ở Spa, Atlanta, với 8 nạn nhân, trong đó 6 là phụ nữ gốc Á, thì nhận định tức thời và phổ biến rằng đây lại là sản phẩm của lòng căm thù chống người gốc Á. Nhưng bài báo cũng phân tích là cách giải thích này không có bằng chứng. Thủ phạm Robert Aaron Long khai với cảnh sát rằng anh ta đã nhắm mục tiêu đến ba spa ở Atlanta để thanh tẩy bản thân khỏi ham muốn và chứng nghiện phim khiêu dâm. Lời giải thích này hoàn toàn đáng tin cậy. Cả ba cơ sở này đều đã bị điều tra về tội chứa mại dâm, và Long đã thường xuyên lui tới ít nhất là hai trong số đó. Long đã không nói gì về trách nhiệm của người châu Á đối với coronavirus, và anh ta cũng không nói gì về sự căm ghét người châu Á. Thật vậy, nếu anh ta khó chịu vì mối liên hệ được cho là giữa người châu Á và đại dịch, thì anh ta có lẽ sẽ tránh tiếp xúc gần gũi với người châu Á. Ngược lại, có vẻ như Long bị giày vò bởi không thể kiểm soát suy nghĩ và hành vi tình dục của mình, mà anh ta cho là vi phạm đức tin cơ đốc giáo của anh ta. Có thể sau này, một tiết lộ về thù hận người châu Á sẽ bộc lộ, nhưng hiện tại, Long dường như đã nhắm mục tiêu đến những người hành nghề mại dâm. Và do một lý do nào đó thì cái số người làm nghề massage khá cao ở Atlanta là người gốc Á. Anh ta cũng nói với cảnh sát dự định là sẽ nhắm mục tiêu tiếp theo là một doanh nghiệp sản xuất phim khiêu dâm ở Florida, thì các nhân viên ở đó không chắc là người châu Á. Bài viết cũng liệt kê ra hàng loạt vụ tấn công người cao tuổi châu Á tại San Francisco, San Jose, Auckland. Trên thực tế thì các nghi phạm trong tất cả các trường hợp này đều là người da đen. Song các bản tin hiếm khi đề cập đến chi tiết đó. Ngược lại, nếu các nghi phạm là người da trắng thì chủng tộc của họ sẽ được đưa lên đầu trong mỗi bản tin, như đối với Robert Aralong. Bạn Hải Di Nguyễn có muốn nói tiếp gì về vấn đề chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nữa không?
Tức là giống như cô Song Chi vừa mới nói thì báo chí là thường khi mà nghi phạm là người da đen thì thường người ta không có không có nhắc tới nhiều, hoặc là không thành ta không nhắc tới, còn khi mà nghi phạm là da trắng thì cứ cứ nói khắp nơi. Như trong vụ Atlanta thì có một bài viết bà của một tác giả tên là Melissa Panica, nói là mọi người nên suy nghĩ khi muốn chia sẻ những hình ảnh của nghi phạm trong các vụ tấn công người châu Á. Thì tác giả bảo là khi mình là người châu Á thì mình nên mình không nên chia sẻ những cái hình ảnh đó, vì nó củng cố cái stereotype về về người da đen. Và theo Melissa Panica thì cái sự chống châu Á là xuất phát của nó, nguồn gốc của nó vẫn là từ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Và cái chuyện và theo Melissa Panica thì cái chuyện chia sẻ hình ảnh nghi phạm này kia cũng không có giúp ích được gì trong tìm nghi phạm. Tuy nhiên, trong cùng bài viết thì tác giả cũng nói là khi nghi phạm là người da trắng thì nên chia sẻ những hình ảnh đấy. Tại vì nó lật ngược lại cái narrative về chuyện là có mâu thuẫn giữa người da đen và người châu Á. Thì như vậy khác nào là đang thừa nhận là củng cố tuyên truyền theo kiểu nào đấy. Sau này cũng cũng như ở ở đây đang nói là về chuyện chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, thêm một loạt các cái bài báo nói về những cái chuyện đấy thì và nói là tại sao người tấn công là người da đen nhưng mà lại nói là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Thì có một số bài viết mới xuất hiện để coi như trả lời về chuyện đó. Thí dụ như là tờ Newsweek có bài nói là không nên đổ lỗi cho người da đen về chuyện dân châu Á bị tấn công. Chicago Tribune có một bài nói về cái trope về mâu thuẫn với người da đen và dân châu Á sau cái vụ ở New York, hoặc là cái trope về cái mâu thuẫn giữa người châu Á và người da đen ở của tờ Brookings Institution, hoặc là cái trang Stop Asian Hate medium.com cũng có nói cái ý như vậy. Đây là cái trope và cần phải bỏ nó đi. Thì nó tạo cảm giác giống như thể là họ không thật sự quan tâm tới chuyện dân châu Á bị tấn công, mà cái họ quan tâm hơn là người ta đang đang nói này nọ nó về người da đen, và mình cần phải trả lời để nói là đây không phải là lỗi của người da đen. Thì giống như cái quyền lợi của dân châu Á là không quan trọng ạ. Thì bây giờ quay lại cái bài viết của Melissa Pandica về chuyện chia sẻ hình ảnh nghi phạm. Thì tác giả này á bảo là các số liệu cho thấy là số người tấn công người châu Á thật ra đa phần là người da trắng chứ không phải người da đen. Và đây cũng là một ý một số người nói đi nói lại trong thời gian vừa qua. Tức là khi mọi người nói là ồ tại sao nghi phạm toàn là người da đen, thì một số người khác mới trả lời lại để nói là không, thật ra tức là số người da đen thật ra là rất ít, đa phần là người da trắng. Và họ đưa ra con số của có một cái nghiên cứu của trường đại học Michigan gọi là Villain Hate Project. Thì cái Villain Hate Project được chia sẻ khắp nơi vì nó chứng minh cái điều đó là đa phần là người da trắng chứ không phải là người da đen. Nhưng mà tôi đã đọc qua cái báo cáo thì nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái con số mà họ đưa ra không phải là cái con số thống kê về tội phạm một cách chính thức, mà là con số lấy từ báo chí. Mà thực tế là trên báo chí không phải lúc nào cũng nhắc tới cái chủng tộc của cái người của nghi phạm, của người tấn công. Thì trong cái báo cáo cũng nói là trong 1023 trường hợp chỉ có chủng tộc chỉ được nhắc tới trên 184 trường hợp thôi. Và họ cũng nói là cái cũng không đảm bảo được cái sự hoàn toàn chính xác, tại vì báo chí đôi khi có thể không có hoàn toàn nhất quán trong cái cách mà nói về chủng tộc, giống như cô Song Chi vừa nói cái trường hợp ở Boulder, người ta nghĩ là cái người tấn công là người da trắng nhưng mà sau đó mới nhận ra là đó là gốc Syria. Và cái vấn đề thứ hai của cái Villain Hate Project là họ họ xếp chung với nhau nhiều loại tội khác nhau. Thí dụ như họ nói là trong 1023 trường hợp tấn công châu Á thì 679 là các cái trường hợp gọi là harassment hoặc là quấy phá hoặc là đập phá gì đấy. Còn 344 trường hợp là các cái tuyên bố hoặc hình ảnh hoặc là chính sách hoặc là những cái dự luật mà mang tính phân biệt. Thì trong 184 trường hợp mà có nhắc tới chủng tộc của cái người tấn công thì 127 là các cái phát ngôn hoặc hành động của chính trị gia, 127 trên 184. Cho nên nó không không thể xếp chung như vậy được. Và ngay cả khi họ nhắc tới những cái trường hợp gọi là tấn công physical hoặc là bạo lực thì họ cũng xếp chung với nhau những cái chuyện như là nhổ hoặc ho vào người với chuyện là đâm hoặc là xô đẩy phía sau hoặc là tạt axit. Thì những cái đó nó không có như nhau, cho nên không thể xếp được với nhau như vậy. Cho nên khi người ta nói là một loạt những vụ tấn công này đa phần là da trắng, nhưng mà chính xác là
là họ làm cái gì. Theo cái tờ VOA News thì trong số 20 người bị bắt trong các vụ tấn công Chauvin ở New York năm vừa qua thì chỉ có 2 người là gốc da trắng, thì 11 người là gốc Phi, 6 người là Hispanic trắng và 1 người là Hispanic đen. Và có thể nói và cũng nói là các thành tức là các cái cảnh sát thông thường không có đưa những cái số liệu như vậy, nhưng mà có cho thấy là có thể là cái khuynh hướng ở New York cũng có ở một số nơi khác. Thì cái ở đây là tôi nói là không phải là để nói là tất cả những cái vụ tấn công châu Á này là của người da đen, tại vì cái đó là điều mình không thể biết được khi mình không có cái con số thống kê chính thức từ phía cảnh sát. Nhưng mà cái cần ở đó ở đây là cái cách mà báo chí đưa tin, và tất cả đều 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 đổ cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và đổ cho da trắng. Xong rồi báo chí cũng đưa những cái con số từ Fahrenheit Project, nhưng mà tôi cho thấy là cái báo cáo nó có nhiều vấn đề, các con số đó không thể sử dụng được để làm bằng chứng. Cảm ơn bạn Hải Di. Tôi cũng muốn nói rõ, và tôi chắc bạn Hải Di cũng vậy, là chúng tôi hoàn toàn không có ý kỳ thị chủng tộc hay duy trì định kiến về người da đen gì cả. Là người da vàng, dân nhập cư, là chúng tôi rất là phản đối tất cả mọi cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ở đây, thực ra chúng tôi chỉ muốn nói đến cái sự thiên lệch, không trung thực của báo chí truyền thông và các nhà hoạt động khi đưa tin, khi tường thuật các vụ việc, cũng như đổ lỗi cho white supremacy. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Theo bạn thì những kiểu tường thuật lý giải như thế này nó đã ảnh hưởng đến chính người gốc Á ra sao? Tôi nghĩ là có một số người gốc Á cảm thấy là họ bị cái áp lực, tại vì cùng là người da màu nên họ cảm thấy cùng có cái áp lực là cũng phải đứng chung với những nhóm nhóm khác. Thì tôi nghĩ là nếu mà nhìn theo người người một số người Việt thì sẽ có thể thấy là có nhiều người cũng có những cái suy nghĩ và những cái phát ngôn rất là phân biệt chủng tộc, dùng những cái từ ngữ xúc phạm với lại những cái nhóm khác. Thì tôi nghĩ có thể là những người Mỹ gốc Á mà thế hệ trẻ hơn họ nhìn thấy nhiều đó và họ phản ứng lại và bằng cách là đi hẳn sang cái phía bên kia và họ ủng hộ các cái phong trào về đa dạng, rồi họ phong trào về anti-racist, rồi họ chống chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, và theo họ là mọi vấn đề trên thế giới, mọi vấn đề, mọi cái tệ hại đều là do chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Cho nên họ giống như tôi vừa kể vừa rồi, một số người là người gốc Á nhưng họ cũng đi theo những cái này và họ cũng coi trọng cái chuyện đoàn kết với lại cộng đồng người da đen, mà đôi khi họ không biết là các cái nhóm khác nhau có thể có những cái vấn đề khác nhau và có những nhu cầu khác nhau, và đôi khi và không nên nhìn vấn đề một cách đơn giản như vậy là tất cả là đều do chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Cuối cùng là theo bạn những cái kiểu tường thuật, nhận định, lý giải như thế của truyền thông thì nó có hại ra sao? Tôi nghĩ nó có hại theo nhiều kiểu. Thì cái hại thứ nhất là cái vấn đề về cảnh sát. Tại vì khi người ta nhìn là tất cả những cái này là gốc gác là do chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, thì thí dụ như tác giả Kayla Hui viết trên Truth Out á, thì bảo là nếu mà tăng thêm cảnh sát thì chỉ là tăng thêm mâu thuẫn giữa cái cộng đồng châu Á và cộng đồng người da đen hoặc da màu. Và theo Kayla Hui thì thay vì thêm cảnh sát thì nên tăng thêm cái sự đoàn kết với những cộng đồng kia để cùng nhau chống lại chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chống lại cái hệ thống. Tại vì theo họ thì cái cảnh sát là cái có để bảo vệ cái chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Và cái câu trả lời của theo Kayla Hui là nên tăng theo huấn luyện cho người thường để họ có thể can thiệp khi có một cái vụ tấn công nào đó xảy ra. Thì câu hỏi đặt ra là khi người ta chỉ trích cảnh sát thì thường nói là cảnh sát không được huấn luyện đầy đủ, thì làm sao người thường có thể được huấn luyện đầy đủ để can thiệp trong những trường hợp như vậy, đặc biệt là nếu bên kia có súng thì sao, hoặc là nếu mà khi cái người can thiệp họ không có quyền thực sự giống như là cảnh sát. Hoặc là tờ Bloomberg cũng có một bài nói là những người Mỹ gốc Á cũng phải đấu tranh cái phải 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 băn khoăn về tranh cãi về cái chuyện cảnh sát. Là tờ NBC News cũng nói là tăng cảnh sát để bảo vệ người châu Á có thể có những cái hậu quả không lường trước được. Và một lần nữa họ cũng đã nói là cái dân châu Á sẽ bị có mâu thuẫn với lại những cộng đồng khác. Thì cái này là cái ý nói đi nói lại trong nhiều bài khác nhau.
Giống như thể cái sự an toàn của dân châu Á, là của dân gốc Á, là không quan trọng bằng cái sự đoàn kết với những cộng đồng khác. Và đặc biệt khi cái tờ bài báo của Bloomberg cũng có nói là có một cái thành phần trong cộng đồng gốc Á là họ ủng hộ cái phong trào bỏ cảnh sát, nhưng mà có một cái số lượng khác lại muốn có thêm cảnh sát và muốn phạt nặng hơn vào những trường hợp tấn công người châu Á như vậy. Hoặc là khi vừa rồi cô Song Chi cũng có nhắc tới cái đạo luật mà để chống tội ác thù hận với lại người châu Á, thì trước khi cái đạo luật nó được ra thì trong tháng năm 2021 thì có một hơn 100 cái tổ chức của người châu Á hoặc là tổ chức LGBTQ cũng có viết một cái statement để chống lại, và lý do họ nói là cái đạo luật đó sẽ làm cho phải làm ảnh hưởng tới cái vấn đề đoàn kết giữa người châu Á với những cộng đồng khác, và lần nữa họ cũng lại nói là cần phải bỏ cảnh sát đi. Và nhưng mà cái ở đây thú vị là trong 101 cái tổ chức mà ký cái này thì chỉ, nếu tôi đếm đúng thì chỉ có khoảng 29 là các tổ chức cho người châu Á thôi, còn lại là các cái nhóm LGBTQ. Thì chỉ thấy cái câu hỏi là tại sao các cái cộng đồng khác, những cái nhóm khác họ lại cảm thấy là họ nên can thiệp vô cái chuyện xử lý thế nào khi người châu Á bị tấn công như vậy, và đặc biệt khi cái cách họ nói là có phải họ coi trọng những cái quyền lợi của nhóm khác hoặc là cái chuyện đoàn kết hơn là cái sự an toàn của người châu Á. Còn cái hậu quả thứ hai là khi người ta cố để giảm cái sự mâu thuẫn giữa người gốc Á với người da đen, và theo tôi là hoàn toàn đúng, thì cái một cái hậu quả khác là thật ra họ lại tăng thêm cái mâu thuẫn giữa người người da trắng, đặc biệt là những người da trắng mà theo những người gọi là nationalist. Họ sẽ cảm thấy là cái hệ thống bị tấn công hoặc là người da trắng bị tấn công thì nó sẽ tăng thêm cái mâu thuẫn như vậy. Và thêm một cái nữa là khi truyền thông cứ cố ép những cái narrative, cố nói là tất cả những cái này nhìn nó như vậy nhưng mà thật ra gốc của nó là từ người chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ngay cả khi người tấn công không phải là người người da trắng, hoặc là có những cái mà thiếu trung thực như những cái con số tôi đưa ra vừa rồi và cái người nào là người tấn công á, thì nó làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ về truyền thông nói chung, và đôi khi khi người ta không tin truyền thông chính thống thì người ta lại hướng tới một số cái nguồn tin khác, thì đôi khi những cái nguồn tin khác nó lại còn tệ hơn nhiều, và nó có thể dẫn tới những cái như là thuyết âm mưu hoặc là một số thứ khác này sẽ nó còn tệ hơn cho xã hội. Có một chút nghịch lý ở đây. Một mặt thì các nhà hoạt động kêu gọi công bằng, xóa bỏ kỳ thị đối với người gốc Á, sử dụng những cái hashtag như là Stop Asian Hate. Nhưng mặt khác thì lại ủng hộ một số những cái chính sách. Ví dụ như chúng ta biết là một số những cái trường học ở Mỹ có cái chính sách hạn chế, giảm thiểu học sinh gốc Á, vì người gốc Á được cho là có thành tích học tập cũng như tỷ lệ đậu vào đại học khá cao so với một vài sắc dân khác. Ví dụ như trường đại học Harvard từng bị kiện phân biệt đối xử với người châu Á vì đưa ra yêu cầu xét tuyển cao hơn. Nhưng tòa phúc thẩm vòng 1 Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2020 đã bác bỏ vụ kiện này. Hay vào tháng 2 năm 2021, Bộ Tư pháp đã hủy bỏ một vụ kiện chống lại Đại học Yale vì phân biệt đối xử với các ứng viên da trắng và châu Á trong quá trình tuyển sinh. Quyết định được công bố trong một hồ sơ gửi lên tòa án quận liên bang ở Connecticut, đánh dấu sự đảo ngược lập trường của Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Hay trường trung học Thomas Jefferson High School for Science and Technology ở Fairfax County, Virginia, một trong những trường công lập ưu tú nhất ở Hoa Kỳ, với 70% học sinh là người Mỹ gốc Á, nhiều người trong số họ là con cái của những người nhập cư. Thì gần đây, nhà trường đã quyết định loại bỏ các bài kiểm tra tuyển sinh nổi tiếng là khó khăn của trường để ủng hộ một cái hệ thống toàn diện cho phép các quan chức từ chối sinh viên Mỹ gốc Á để ủng hộ những cái sinh viên kém hơn thuộc chủng tộc khác. Một ví dụ khác là các nhà lãnh đạo phụ huynh từ ba trong số các trường trung học cơ sở hàng đầu của thành phố New York đã phản bác quyết định của tòa thị chính về cái việc gọi là bãi bỏ các kỳ thi đầu vào năng khiếu và tài năng, tức là Gifted and Talented Entry Exams. Bởi vì hiện tại tỷ lệ ghi danh là 43% châu Á, 36% da trắng, 8% gốc châu Mỹ Latin và 6% da đen.
Tất cả những chính sách này được giải thích là nhằm tạo ra sự công bằng chủng tộc, bởi vì Tổng thống Joe Biden đã coi công bằng chủng tộc là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của mình. Nhưng xét ở mặt khác, thì nó lại có phần thiệt thòi, thậm chí phân biệt đối xử đối với người gốc Á. Kính thưa quý vị, có hai điều mà chúng tôi muốn nêu ra. Đó là trong một xã hội đa chủng tộc, sự kỳ thị giữa cộng đồng này với cộng đồng khác là điều không tránh khỏi. Có nhiều nguyên nhân ngoài yếu tố lịch sử, hệ quả của chủ nghĩa nô lệ giữa người da trắng và người da đen, thì sự kỳ thị còn do nhiều nhiều lý do khác. Ví dụ như tôn giáo bất đồng, do văn hóa, lối sống khác biệt, hay thậm chí sự thành công của cộng đồng này cũng khiến cộng đồng khác cảm thấy mình bị yếu thế, vân vân. Cũng như nhiều cộng đồng khác, người gốc Á cũng bị kỳ thị từ lâu. COVID-19 chỉ là một yếu tố cộng thêm. Giống như sau vụ 11 tháng 9 thì nhiều người Hồi giáo bị tấn công ở Mỹ, hay sau cuộc khủng hoảng xung đột giữa Israel và Palestine trong tháng 5 vừa qua, nhiều vụ tấn công người Do Thái đã xảy ra ngay tại thủ đô London của nước Anh này cũng vậy. Trở lại vụ người Mỹ gốc Á bị tấn công, báo chí truyền thông, các nhà xã hội học cần phải phân tích khách quan và rõ ràng hơn nguyên nhân sâu xa vì sao có những sự xung đột đó, để xã hội nói chung và người gốc Á nói riêng có thể nhìn thấy rõ vấn đề và rút ra được những cái kinh nghiệm gì. Còn nếu như kết luận không chính xác, thì những mâu thuẫn nội tại vẫn sẽ còn nằm ở đó. Thứ hai là sự dẫn dắt dư luận một cách thiên lệch, đơn giản hóa vấn đề của báo chí truyền thông, không chỉ không giúp ích gì cho người gốc Á, mà còn ảnh hưởng không đúng hướng đến các chính sách của chính phủ. Như chúng tôi vừa nói ở trên, là các cái chính sách đòi giảm thiểu cảnh sát hay tìm cách hạn chế sinh viên gốc Á tại một số trường trung học, đại học, vân vân. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin mời bạn Hải Di có lời chào tạm biệt đến khán giả của Tự Lực Bookstore. Xin cảm ơn cô Trâm Chi về chương trình ngày hôm nay và xin cảm ơn khán thính giả của Tự Lực Bookstore đã lắng nghe. Và nếu mọi người thích thì xin bấm like và subscribe. Cảm ơn bạn Hải Di. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình thứ bảy tuần sau. Tự Lực Bookstore có chương trình đại hạ giá nhiều loại sách báo và băng đĩa hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Chương trình đại hạ giá bắt đầu từ ngày thứ Bảy 12 tháng 6. Trong thời gian này, quý độc giả đến nhà sách Tự Lực sẽ có cơ hội mua nhiều loại sách báo và băng đĩa với 4 mức giá là $1, $3, $5, $10 và nhiều sách báo được tặng miễn phí. Chương trình đại hạ giá dành cho quý độc giả mua online tại website www.tulực.com và đến mua tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ 14318 Rocher Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Quý độc giả muốn hỏi thêm chi tiết xin gọi điện thoại số miễn phí 1888 204 7749 hoặc số trực tiếp là 714-676-8310. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong. Thưa quý khán giả, Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 là cuộc hành trình khám phá trên chuyến tàu xuyên thời gian, xuyên không gian trải dài từ nước Mỹ đương đại ngược về vùng sa mạc Assyria đến Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ cổ đại, qua những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế, ký ức về Achilles kiêu hùng và sự thức tỉnh bất ngờ từ ngai vàng vua của Á Châu. Trong cơn xoáy nhân quả của tham vọng, chiến tranh hận thù và tình yêu, bức tranh kỳ vĩ về thân phận con người hiện lên sống động với biên độ kiến thức rộng mở không giới hạn. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong vén bức màn bí ẩn về hành trình bất tận của những linh hồn qua muôn vàn kiếp sống, sự thức tỉnh từ cõi chết để tìm ra con đường chuyển hóa nghiệp bằng cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức, con đường minh triết có thể cứu lấy thế giới đang đứng trước những biến động và hiểm họa khôn lường. Tất cả được đúc kết, sâu chuỗi một cách logic với góc nhìn tổng thể giữa khoa học và tâm linh, triết học và lịch sử, các nền văn minh từ Đông sang Tây, từ cổ đại đến hiện đại. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Địa chỉ là 14318 Brooker Street,
thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học do Lê Đỗ Quỳnh Hương dịch từ bản gốc bằng tiếng Anh là cuốn The Complete Book of Numerology của tiến sĩ David Phillips. Đây là một tác phẩm mà được một số người sau khi trải nghiệm, đọc và ứng dụng cảm thấy rằng thay đổi cuộc sống của mình. Thí dụ, nhận định của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Từ khi tìm hiểu nhân số học và biết được con số chủ đạo của mình là số 3, tôi, tức là Đàm Vĩnh Hưng, thấy vừa bất ngờ vừa thú vị. Phần nói về tính cách của người có con số chủ đạo 3 quá chính xác, gần như hoàn toàn đúng với cá nhân tôi. Một người thứ hai nhận xét về thay đổi cuộc sống với nhân số học, đó là nhạc sĩ Phương Uyên. Phương Uyên viết như sau: trước đây, tôi thường oán giận tại sao mình cũng có năng lực nhưng lại không chạm đến được những điều mình mong muốn. Rồi tôi nhận ra, do trước đây tôi đã đặt cái tôi của mình quá cao trong mọi việc, trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn không rút ra được bài học gì cho bản thân mình. Mãi cho đến khi biết được nhân số học, tôi có cơ hội dám nhìn lại toàn diện bức tranh cuộc đời mình. Khi ý thức được rằng mình là người có nhiều số 1 và số 7 trong biểu đồ ngày sinh, tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc khác đi, nghiệm lại và dần dần tự điều chỉnh bản thân. Và tới bây giờ, tôi đang có một cuộc sống với năng lượng rất tích cực. Tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, 92843. Số điện thoại miễn phí là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp để quý khán giả gọi vào cho Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1-888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tulucmore.com. Trung tâm dinh dưỡng và Tự Lực Bookstore hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một bộ dược phẩm trị viêm khớp và thấp khớp của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Joy Better 1000 tác dụng chống đau, chống sưng, chống tê tại các khớp xương, thần kinh và cơ bắp. Mỗi chai gồm 60 viên 1000mg, đủ dùng trong 1 tháng, giá chỉ có 59 Mỹ Kim. Khi mua một chai Joy Better 1000, quý vị sẽ được tặng ngay một chai Joy Stronger 1000 trị giá 15 Mỹ Kim, gồm 60 viên 1700mg, có tác dụng bồi bổ, ngăn ngừa, thoái hóa khớp xương. Đây là một bộ dược phẩm chống đau nhức rất an toàn cho dạ dày, gan và thận. Để order, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự Lực Bookstore, số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Đúng hơn 30 năm, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu lúc ấy còn sinh thời đã thực hiện một chương trình phát thanh trên đài VNCR tại quận Cam, miền Nam California với chủ đề là Chúng ta đi mang theo quê hương.
Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu nói về những di sản của người Việt đem đến quê hương thứ hai này nhằm góp thêm các di sản đa văn hóa đã có mặt từ trước đó tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và trong lòng những người tị nạn Việt Nam, hình ảnh quê hương mà họ mang theo đến vùng đất mới này bao gồm cả chùm khế ngọt như cách diễn tả của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bao gồm cả những loại hoa quả cây trái bày biện trên bàn thờ, phòng khách những ngày Tết. Ngay tại quận Cam, miền Nam California, bên cạnh nhà sách Tự Lực, không khí Tết rõ ràng nhất là tại gian hàng bán trái cây, hoa quả của cô Ánh. Có thể nói rằng, gian hàng không thiếu một loại cây trái nào đã từng hằn sâu trong ký ức của mỗi cá nhân chúng ta lúc còn ở quê nhà Việt Nam. Không những thế, gian hàng của cô Ánh còn có các loại trái cây của các nước khác trên thế giới để khách tha hồ chọn lựa, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Cây nhãn da bò, cây nhãn hạt tiêu, cây long nhãn, cây nhãn Hawaii, cây ổi sa lị, cây ổi không hột Đài Loan, cây mắng cầu Hoàng Hậu, cây mắng cầu Na Việt Nam, cây mắng cầu Xiêm, cây mắng cầu đỏ của Do Thái, cây sapoche lòng mức trái dài, cây sapoche Alano trái tròn, cây khế, cây mận xanh, cây mận đỏ, cây xoài Thanh Ca, cây xoài Savoy, cây xoài cát Hòa Lộc, cây xoài Nam Đốc Mai, cây cherry Việt Nam, cây mít Thái Lan, cây vải, cây chanh dây, cây chùm ruột, các loại bông, bonsai, cây bông sứ, cây lồng đèn, cây mai, các loại rau trồng sẵn trong chậu, mua về trồng xuống đất như ngò gai, ngò om, ớt, rau quế, rau tía tô, rau kinh giới, rau càng cua, rau dấp cá, cây sả, cây cần tàu. Đến gian hàng cây trái của cô Ánh, chúng ta sẽ thấy hình bóng của các ngôi chợ của quê nhà Việt Nam với hầu hết các loại cây quả, rau trái không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt Nam. Gian hàng cây trái của cô Ánh nằm trong tiệm nước OK Water, địa chỉ là 14340 Brooklyn Street, thành phố Garden Grove, chip code là 92843, cùng một dãy nhà chỉ cách nhà sách Tự Lực 10 bước đi bộ. Và số điện thoại để quý khách gọi trực tiếp nói chuyện với cô Ánh là 714-261-7456, 714-261-7456.